Hello cả nhà, Nguyên xin chào quý anh chị nhà đầu tư thông thái và những người đang quan tâm đến bất động sản tại thành phố biển Nha Trang. Đó, thì ở đây là Nguyên đang có một lô đất đẹp tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng nha. Và mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Nguyên để biết thêm nhiều bất động sản đẹp Khánh Hòa. Và hiện tại đây là Nguyên đang đứng ngay trục đường đại lộ Nguyễn Tất Thành của thành phố biển Nha Trang. Đây là cái con đường chính đi sân bay quốc tế Cam Ranh. Thì cái lô đất của mình là ở rất gần cái vị trí này. Thì vị trí này là ngay chợ chiều đối với, nhìn sau lưng của Nguyên là đường Bình Hòa. Đó, đường Bình Hòa. Thì cái đất của mình là nằm thuộc đường hẻm số 1 của đường Bình Hòa. Đấy, thì của mình vị trí này là rất gần ngay khu đi bên bay resort cũng như là sân golf của thành phố biển Nha Trang. Rất chi là lý tưởng cho gia đình của bạn sở hữu an cư, định cư và lập nghiệp tại thành phố biển Nha Trang. Thì trên cái trục đường Bình Hòa này thì sẽ đầy đủ mọi tiện ích. Đất của mình là thuộc hẻm số 1 của đường Bình Hòa. Giao thông rất là thuận lợi, đường thì 4m, ô tô tới đất. Bây giờ là chúng ta sẽ di chuyển vào lô đất. Đó, như mọi người thấy không? Giao thông rất là thuận lợi, đường ô tô tới đất luôn nha. Thì nhìn phía xe kia là Villa Resort của Diamond Bay, khu du lịch Diamond Bay của mình thì gần sát bên luôn. Và đây là lô đất của mình với diện tích là 69m², pháp lý thì chuẩn sổ hồng, sang tên cực kỳ nhanh gọn luôn nha. Đó, ngang thì 5m, một chiều ngang lý tưởng, đường thì 4m ngay khu dân cư, rất thích hợp để bạn định cư an cư, xây dựng lên cho mình một cái ngôi nhà đẹp lý tưởng tại đây, gần ngay thành phố biển Nha Trang. Đó, thì hiện tại là đất là mình để có ranh giới rất là rõ ràng, giá bán cực kỳ rẻ. Hiện tại mình đang để giá là 1 tỷ 100 triệu, với bên Nguyên sẽ là bên chịu tất tần tật mọi chi phí phát sinh cũng như là re sổ hồng mới sang tên chính chủ cho quý anh chị nhà đầu tư thông thái luôn. Đó, và ở đây là Nguyên đã rào dậu lô đất rất là rõ ràng rồi. Thì đường hiện trạng của mình, đặc biệt sau quy hoạch ra đường 10m, mình sẽ ra được hai mặt tiền đường trước và sau lô đất. Đường ở sau lô đất hiện tại là đường quy hoạch ra 10m, còn đường phía trước của mình là đường 4m, rất là đẹp luôn. Nhanh tay gọi điện ngay cho Nguyên để sở hữu ngay lô đất đẹp này. Chi tiết thửa đất Nguyên cũng có để trong phần bình luận cũng như phần mô tả của video này, trong đó có số điện thoại liên hệ của Nguyên.